làm được đồng hồ. Đồng hồ luôn à? Làm được một cái đồng hồ bằng lá dứa. Mình là trong chóng lá dứa. Này, đồng hồ này, quay cách đã làm đồng hồ. Cái này gọi là đồng hồ của ba hồi nhỏ. Đó. Ở quê hay chơi cái này. Xin cô đồng hồ cầm qua tay kia. Không, con cầm đây, con quay ba đang đeo cho con bên này. Đó. Thấy không? Dạ. Ờ. Đồng hồ Cinco. Ở quê mới tìm thấy cái loại này chứ thành phố làm cỡ. Rồi giờ làm cái chong chóng. Cái chong chóng này. Chong chóng thì dùng hai lá. Hai lá sao làm bà? Đây. Để qua đây. Nha. Đang qua đây. Ồ. Nha. Ờ. Hay nhỉ. Rồi. Đo cho nó bằng ngắn rồi, đo theo cái cánh ngắn luôn. Đo theo cánh ngắn, lấy cái cánh ngắn làm chuẩn, ngắt mấy kia cho nó đều. Nhưng mà sao phải lấy cái cánh ngắn làm chuẩn mà? Chứ nếu mà lấy cánh dài làm chuẩn thì cái cánh ngắn nó ngắn hơn là nó không đều. Mình lấy cánh ngắn làm chuẩn thì mấy nào dài mình cắt cho ngắn hết rồi nó bằng. Rồi. Rồi bà em cây. Cái này là cành tre. Tre non. Tre để làm cái cọng. Giờ là gần ra cái. Giờ là trong trống rồi đó, không có gió chứ có gió là nó bay được rồi. Gió là nó bay được rồi. Hay nhỉ. Đơn giản vậy thôi. Làm thêm cái đồ cho nó. Giờ ba làm gì đó bà? Làm cho nó chặn cái đầu lại cho nó khỏi có cộm. Nó cộm cái cây nó không bay được. Dày quá đâm không được. Cọng này hơi lớn. Lớn khó bay.
con gì nhỉ? Rồi. Ồ, vậy là xong rồi. Đó. Thấy không? Để có gió là nó chạy ra. Bay được rồi nè. Chỉ cần có gió. Với cái khu này cây không vắng gió quá. Chỉ cần có gió là nó bay. Thêm một trước cái nữa cho nó. Có cái rớt ra. Con bướm rồi nè. Này là tiếng tre hay là con dĩ kêu bà? Tre nó cà, gió nó cà. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi. Một cái trong trống. Đẹp quá. Đi đi. Ừ. Đó, có gió là nó quay tự quay à. Nãy giờ chưa có gió gì chứ. Ừ. Gió là nó sẽ tự quay. Vậy để vô cánh quạt là nó sẽ quay. Đang đi vô rừng làm trông trống lấy dứa. Một cái đồng hồ Cinco xịn. Cinco độc nhất. Một cái đồng hồ Cinco độc nhất Việt Nam. Có 102. Rồi đi xuống dưới là nó có gió nó bay đó. Ờ, gió nó cũng nhẹ. Ừ. Gió đi xuống nó kia nó trống là nó sẽ có gió nó bay. Khỏi. Mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Gom rác, đốt rác. Ở đây là tre nhiều. Xóm nhà mình ở đây tre nhiều. Tre lộc vừng. Lộc vừng là mới trồng sau này. Chú chó đang canh nhà. Chuẩn bị đón Tết đi. Được khế quá trời. Đó, thế đó. Ừ. Giờ nhà nào nhà nấy cũng đẹp hết trơn. Ừ, về mấy hôm rồi. Một câu. Ừ. Một câu đậu trên đất nhà quá trời. Có gió chưa? Chưa có bài luôn. Gió mà gió nhẹ quá. Đó, ra đường là gió mạnh rồi đó. Mà sao thấy nó không có động tình gì hết trơn mà. Trông trống tre. Này đúng là trông trống tre luôn. Lá dứa với lại lá tre, cây cọng tre. Đó, gió yếu quá, gió mạnh nó quay rồi nè. Đó. Gió yếu quá mà. Cái này ra biển hả, quay gì biển? Ừ. Rồi thôi, đến nhà rồi. Bye bye.